Kính thưa quý vị, Tôn Thất Hùng của VBS Canada xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại rạp The Royal. Ngày hôm nay là Toronto Real Asian Film Festival, tức là một buổi film festival, một chương trình film festival của tất cả những đạo diễn gốc châu Á tại vùng Bắc Mỹ. Và chúng tôi có tờ chương trình trước mặt và có rất là nhiều các đạo diễn từ châu Âu, từ châu Á cũng đến đây góp mặt, đạo diễn từ Mỹ. Và ngày hôm nay là chương trình chiếu, buổi chiếu của phim Sài Gòn Electric, tiếng Việt là Sài Gòn Vô. Đạo diễn là một người Việt Nam, thưa quý vị. Anh là Stephen Goger. Anh sinh tại Sài Gòn và lớn lên tại Orange County. Chắc quý vị cũng biết là đạo diễn Stephen Goger là rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam. Anh đã từng đạo diễn một phim trước đây và cũng đã từng chiếu tại Film Festival này. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ mời quý vị vào trong hội trường. Có thể là chúng ta sẽ gặp được đạo diễn Stephen Goger hoặc là chúng ta sẽ gặp ban tổ chức và những khán giả đã đi xem. Và hiện giờ quý vị thấy là các khán giả đã đến line up chờ đợi. Và đây là cái logo của chương trình phim đó, thưa quý vị. Toronto Real Asian International Film. What movie are you waiting for? I'm waiting to see Saigon Electric. Saigon Electric? Yep. How do you know about this movie? I cover the film festival every year for my own website called Movie Moxie. Yeah, and I've seen the director's previous film, Owl and the Sparrow. But what bring you to this movie, chosen the Saigon Electric? I love dance movies, and I love movies about people from the different sides of the tracks having to work together to overcome something, and it really has that feel to it, I hope. All right, thank you very Hello. Much. How are you? Hi, I'm good, thanks. Yeah. What is your name? Cindy. Yeah. What movie are you lining up for? For Saigon Electric. How do you know about this movie? I go to Real Asian every year, and this sounded like a really good movie when I read about it in the program guide. And what made you chose Saigon Electric to buy ticket? I'm really interested in dance, and I liked the sort of combination of hip-hop dancing with traditional ribbon dancing, and I'm interested in seeing a bit about contemporary Vietnam, so I thought it would be a good movie. All right. Are you from Vietnam or from...? No, I'm. I was born here, but my family is from Hong Kong. Thank you very much. Rất là may với chúng tôi, tại vì ngay từ đầu là cứ nghĩ là không có gặp được anh Stephen, nhưng mà ban tổ chức vừa báo cho biết là anh Stephen đã có mặt tại buổi festival ngày hôm nay và ngay trước buổi chiếu. Anh có thể cho khán giả của đài VBS biết chút xíu về nội dung phim được không anh? Dạ được, xin chào quý vị VBS và trong thành phố Toronto. Stephen mới đến tối hôm qua, rất là hạnh phúc đến Toronto chiếu ra mắt một bộ phim Saigon Electric. Thì cái phim này nói về giới trẻ Saigon. Chính là một cái phim tình cảm, nhưng mà phim này cũng lạ mới cho Việt Nam, cái đó là phim múa, đó là dance film. Đó là cũng lạ mới cho phim Việt Nam. Thì trong bộ phim này mình có hai nhân vật chính. Một em từ quê hương tới thành phố. Đó là một em nhảy múa truyền thống. Đó là múa lụa. Cái nhân vật chính thứ hai, cái đó là một em tên Kim. Kim là nhảy street dance. Đó là hip hop. Yeah. Thưa anh, thì khi mà mọi người mà của thành phố Toronto mà nghe đến cái phim cái tựa là Saigon Electric thì mọi người cũng rất là thắc mắc, là không biết là cái phim của anh là quay ở Bắc Mỹ này hay là ở một nơi nào đó. Dạ không, cái phim này quay tất cả trong thành phố Sài Gòn. Mình chỉ có một ngày mình quay trong Vũng Tàu, mấy cái cảnh biển, diễn viên và mấy dancer từ Việt Nam luôn. Xin cảm ơn anh. Và không biết là anh có còn một cái gì mà muốn nhắn gửi đến đồng bào Việt Nam mình ở thành phố Toronto? Yeah, theo Stefan, theo đạo diễn, Stefan là một người có dòng máu Việt Nam, đó là người lai Việt Mỹ.
Nhưng mà trong văn hóa Việt Nam, Stefan rất là yêu nước Việt Nam, yêu người Việt Nam. Trong mấy bộ phim Việt Nam, Stefan muốn chia sẻ một văn hóa tốt đẹp cho... Kính thưa quý vị, thì ngay cả cá nhân của chúng tôi khi mà có một lần xem anh Stefan ở trên sân khấu thì rất là impressed, rất là ấn tượng, tại vì anh xuất hiện trên một cái hình hài là một người Caucasian. Nhưng mà những người bạn của anh khi mà họ nói tiếng Anh nhưng mà anh mở miệng ra thì anh nói tiếng Việt. Và cái đó nó ấn tượng với cá nhân của Tuần Thế Hùng rất là nhiều. I'm a member, and I'm also asking you to also consider becoming a member. We do incredible work here at the festival, and every year we try to do more. We try to bring, I think, a growing appreciation for Asian cinema, for international Asian cinema to Canadian audiences. And we also plan a lot of programming here and support our artists locally. So thank you so much for joining us today. And at this time, I'd like to welcome Heather Sun to the stage. Thanks for the lovely introduction, Victoria. Hi, my name is Heather Kung, and I'm the Artistic Director of the Toronto Real Asian International Film Festival. I'm going to just start us off by also saying a couple of thank yous. Big thank you to our community partners, Asian Community Aid Services, thank you, Collaboration, Manifesto, Queer Asian Youth, and Vietnamese Association. Thank you so much. Special thanks to our government funders, the Canada Council for the Arts, Department of Canadian Heritage, Telefilm Canada, Province of Ontario to Celebrate Ontario, and Ontario Cultural Attractions Fund, Ontario Trillium Foundation, OMBC, Ontario Arts Council, and the Toronto Arts Council, and our major sponsor, National Bank. So today, I'm going to introduce the director also before I give the prize up for the So I'm just going to say a couple words about Stefan. We're so pleased that he's come from California tonight. It's a really exciting new direction from your previous work, Owl Sparrow. The speaker tonight features a group of awesome young dancers and performers. So thank you so much for coming to Toronto. Now, can the audience please welcome Stefan Gilder. Stefan, can you introduce yourself and start last night? Oh yeah, just quickly before we start with me. I want to thank you for you're the one who saw the film and invited me. I came here 4 years ago with my last feature film, Owl and Sparrow. And it's good to be back in Toronto. I feel like I'm part of the real Asian family now, so I hope to continue making more films. I like the city a lot. If you like the film, you know, it'll be on, I guess, video on demand. I think December 1st is the date. I don't know how it works in Canada, but in the States we have a Time Warner and Comcast. So you can follow us on Facebook. And being an independent filmmaker, we appreciate the support. We have some cool t-shirts outside. If you'd like to further that support, they're pretty cool. They'll be right outside. And thank you, Toronto. Kính thưa quý vị, phim đã tan rồi, nhưng mà khán giả vẫn còn lưu luyến và đứng lại để mà nói chuyện với
anh đạo diễn Stephen. Và chúng tôi đã gặp được anh Thọ là một trong những khán giả nói tiếng Việt ngày hôm nay, cũng hình như là cũng khoảng cũng mấy chục người khán giả nói tiếng Việt và đến đây để tham dự cuộc ra mắt bộ phim. Và cảm nghĩ của anh Thọ như thế nào anh? Anh có thể nói tiếng Anh. Well, the movie portrayed a very real emotions from the Vietnamese youth in Vietnam. And us youth over here, there was a lot of youth in the theater, and we felt very emotional, because I mean, as young teens and young adults, we kind of know what they're going through, but not exactly, because we're from over here. But I mean, it was such an enjoyable movie, and you know, for us to be seeing a movie you know, has actors that are Vietnamese and done so well, it makes us very proud to be here. Khán giả, những người mà ngồi gần sau, đằng sau em và bên cạnh em á, cười rồi một hồi á là thút thít khóc. Và cái câu chuyện rất là cảm động của các em trẻ ở Việt Nam. Thì em có một số câu hỏi là các em á thì rất dễ thương, nhưng mà có những người nào là nghệ sĩ chuyên nghiệp không thưa anh? Dạ đúng, cái bộ phim này là có một nửa diễn viên mới, một nửa diễn viên chuyên nghiệp. Thì theo mấy cái dancer, mấy người nhảy hip hop, đó là rất là mới. Tại vì họ nó là, trong bộ phim này quan trọng là mình phải lựa chọn mấy dancer thật. Tại vì nhảy múa hip hop, tập múa hip hop, cái đó là mình cần nhiều thời gian, mấy năm. Thì cái đó là không thể nào là mình mời được một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng mà bên phía kia, diễn viên Vân Trang đóng vai Mai, nhảy múa lụa, đó là một diễn viên chuyên nghiệp cũng trẻ. Cảm ơn anh. Thì anh nghĩ là tại cuộc phim này là từ đầu đến cuối là đều nói về cái cuộc sống của các em trẻ, các em teenager ở thành phố Sài Gòn. Thì anh nghĩ là anh có thể reflect, có thể phản ảnh được bao nhiêu phần trăm cái đời sống của các em trẻ ở Việt Nam? Thực sự nếu mình nói về đời sống mấy tuổi trẻ ở Sài Gòn, thì tại vì Stefan sống Mỹ, thứ hai là Stefan không trẻ, thì thực sự là phải tìm hiểu cái đời sống người trẻ, là cái đó là cũng khó, nhưng mà cái đó là công việc của đạo diễn phải tìm hiểu cái nhân vật là thế nào. Và trong cuộc phim đó thì có hai nhân vật, có hai em trẻ, họ hỏi với nhau là cái gu của nhau như thế nào. Thì em cũng muốn hỏi anh Stephen là cái gu làm phim của anh là cái gì? Thì nếu mà nói về điện ảnh, phim, thì Stephen một là thích làm mấy cái bộ phim là cũng tình cảm. Nếu em hỏi là đạo diễn này là ok thích cái loại phim nào nhất, là không có phải hành động, không có phải phim hài, nhưng mà phim tình cảm, thì cái đó là điều thứ một. Điều thứ hai là Stefan là sống ở Mỹ nhưng mà cũng yêu nước Việt Nam, yêu văn hóa Việt Nam, thì Stefan cũng muốn phát triển điện ảnh Việt Nam. Ai là người viết truyện phim này anh? Thì cái đó là Steve, người đạo diễn là cũng người viết kịch bản. Anh là người viết kịch bản luôn. Dạ. Thưa anh, thì đồng hương Việt Nam cũng biết anh cũng khá nhiều. Cái phim đầu tay của anh là phim... Phim đầu tay là cái đó là tên Chim Cứu và Chim Xe Xẻ. Chim Cứu và Xe Xẻ. Stefan là cũng sinh ở Sài Gòn. Stefan là người lai Mỹ Việt. Mẹ người Việt. Vậy là anh đến Mỹ anh hồi năm nào anh ạ? Năm 75, khi đó là lúc 5 tuổi. Xin một lần nữa thì đứng ở ngoài trời thì cũng rất là lạnh thưa quý vị. Anh từ bên Cali qua chắc là lạnh lắm. Đúng rồi, phải đem theo một cái áo lạnh. Thành ra thôi thì không dám lấy chiếm nhiều thời gian của anh, thì tại vì bên trong thì Hùng cũng biết là có rất là nhiều người cũng muốn gặp anh. Thành ra xin một lần nữa thì xin thay mặt cho khán giả của đài VBS Canada xin cảm ơn anh Stephen đã dành thời giờ rất là nhiều và ưu ái cho chương trình chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị VBS. Cảm ơn anh.